Ngũ Phúc Lâm Môn tài lộc đến từ năm cửa và đã sản xuất ra cái bàn thờ này thì với chữ ở giữa là chữ Phúc. Đây chữ Phúc làm chủ đạo và xung quanh là các cái quả đào tiên. Quả đào tiên thì là gọi là trường thọ rồi đầy đủ, nó như kiểu nhân quả. Còn cái chỗ này là chữ Phúc. Chữ Phúc và cái đây là Ngũ Phúc Lâm Môn tài lộc đến từ năm cửa. Còn xung quanh bao quanh chữ Phúc là cây hoa mai. Hoa mai là biểu hiện cho mùa xuân. Mùa xuân là sự khởi đầu, là sự nhà tốt đẹp, là sự may mắn, là bao giờ cũng có mùa xuân. Còn xung quanh thì có các cái đôi chim rất là đẹp. Xin chào. Chào mừng quý khán giả quay trở lại kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn thờ mẫu mới vừa mới ra, rất là đẹp, to và cao. Lần đầu tiên thì Ngọc Anh thấy một bộ bàn thờ to cao và đẹp đẽ như thế này. Bộ bàn thờ này có tên là bộ bàn thờ mẫu hoa đào, mai đào, mai đào Ngũ Phúc, mai đào Ngũ Phúc và rất là to. Bộ bàn thờ này rất là to và có kích thước là chiều dài là 2m56, chiều rộng là từ đây và sâu bên trong kịch là 1m97 và chiều cao chiều là cao 1m27. Đây là cấp 1, còn cấp 2 là 2m56, chiều dài là 2m56, chiều rộng là 89 và cao 1m47. Còn cấp 3, cấp cao nhất trên cùng này là 2m56 và sâu 42 và cao 1m67. Rất là đẹp và to, rộng rãi. Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hôm nay công ty vừa xong được một cái bàn thờ to nhất từ trước đến giờ. Kích thước thì Ngọc vừa đọc xong 2m56 và rộng 1m97, cao 1m27. Đấy là cấp 1. Còn những cấp 2 thì thêm 20 phân nữa và sâu 89. Cao thì nó 1m47 và cấp 3 là cấp cuối cùng thì cao 1m67 và dài vẫn là 2m56 và sâu là 42 à Ngọc. Vâng ạ. Đấy, và mẫu này thì được đục mai đào, mẫu này là mẫu mai đào, đào Ngũ Phúc, được làm 100% bằng tay, từ các cái quả đào đến các cái con chim thì nổi lên trên cái hình gỗ. Khi mà đặt tay vào thì nó nguyên cả một cái bàn tay luôn, nó dày lắm và rất là chất lượng. Những cái bộ bàn thờ mai đào này thì làm duy nhất có một cái, và sau này thì khi mời nhà quý khách kê ở trong nhà thì nó sẽ là một cái nơi để dành riêng cho cái bộ bàn thờ, nó rất là đẹp và cái phòng thờ cũng phải rộng, ví dụ khoảng tầm 30 mét vuông hoặc là càng rộng càng tốt. Những cái phòng, những cái bàn thờ như thế này thì nó gần như là có một không hai, không bao giờ có. Công ty làm cũng phải 3 năm nay bây giờ mới ra được một mẫu mới, cũng là mẫu design sau khi mà những người cán bộ công nhân viên đã có được cái bộ gọi là phong thủy về Ngũ Phúc Lâm Môn tài lộc đến từ năm cửa và đã sản xuất ra cái bàn thờ này thì với chữ ở giữa là chữ Phúc. Đây chữ Phúc làm chủ đạo và xung quanh là các cái quả đào tiên. Quả đào tiên thì là gọi là trường thọ rồi đầy đủ, nó như kiểu nhân quả. Còn cái chỗ này là chữ Phúc. Chữ Phúc và cái đây là Ngũ Phúc Lâm Môn tài lộc đến từ năm cửa. Còn xung quanh bao quanh chữ Phúc là cây hoa mai. Hoa mai là biểu hiện cho mùa xuân. Mùa xuân là sự khởi đầu, là sự nhà tốt đẹp, là sự may mắn, là bao giờ cũng có mùa xuân. Còn xung quanh thì có các cái đôi chim rất là đẹp. Nếu Ngọc Ngọc nhìn thấy sờ vào có thấy đẹp không? Con thấy rất là nhẵn nhụi và những đường nét thì được người nghệ nhân đục rất là tinh xảo Mà ạ. to, khi mà mình đặt tay vào nó nguyên cả cái bàn tay luôn. Và các cái quả đào thì nó vô cùng là đẹp, rất là chất lượng, cẩn thận và chắc chắn. Cái bông hoa mai cũng thế, khi mà sờ vào thì nó vô cùng là đẹp, rất là đẹp mà. Nó thật là những cái tác phẩm tuyệt kỹ. Còn bên trên của cái bộ bàn thờ mai đào này thì có những cái được trang trí từ các cái bông hoa hay có những cái quả đào thì đều rất là to và đẹp. Và bộ này thì nó dày, làm 100% bằng tay hết, không có đục được một chút xíu là máy, bởi vì là những cái này thì nó, cái gỗ nó rất là dày và các cái đường cong của nó thì rất là cong, với lại làm đơn chiếc có duy nhất một cái nên là không bao giờ nó có thể làm được bằng máy. Còn bên trên này thì có chữ gọi là kim ngọc mãn đường vàng bạc đầy nhà, trên nữa này là có cái cuốn thư con cái học hành thành đạt, thế còn bên trên này nữa thì gọi là bốn mùa xuân hạ thu đông.
bốn mùa xuân hạ thu đông có tùng trúc cúc mai, gọi là bốn quý phát tài, một năm bốn mùa cả bốn mùa đều phát tài. Đây là một trong những cái bộ phong thủy rất là đẹp. Nó không chỉ đẹp bên ngoài mà nó còn đẹp cả bên trong, bên sườn, bên trên, bên dưới. Và khi mà đến gần cái sườn thì quý khách sẽ nhìn thấy là những cái đường nét nó đục rất là cẩn thận, và cái chân của cái cành mai đào này thì nó to và nó đẹp, nó vững chãi, nó rất là chắc chắn. Và những cái quả đào, khi mà đặt vào những cái quả đào to như thế này thì nhìn ra một cái bộ nó vô cùng là vững chãi chắc chắn. Và bên sườn của cái bàn thờ thì nó được đục những cái con mai điểu và những cái quả đào thì vô cùng là to, và kể cả là cái con rơi ngũ phúc này thì nó cũng rất là to, và bên trên này là một chữ phúc. Đục toàn bộ bằng tay, và khi mà sờ nắn hoặc là nắm vào thì nó rất là dày dặn chắc chắn. Và đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật, cái này không thể nói được là bằng một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mà một cái thời gian rất là dài để ra được cái sản phẩm như thế này. Trong thời gian vừa phơi sấy này, vừa đục đẽo, rồi vừa để đợi khi mà ra được thành sản phẩm như cái này, thì cái bộ sập thờ này nó phải khoảng tầm 3 năm mới có thể ra được. Trong quá trình vừa phơi sấy vừa đục thì những người nghệ nhân họ đã làm rất là cẩn thận, chỉn chu, chắc chắn. Và khi mà đục xong thì họ còn phơi tiếp, sấy tiếp nữa để cho cuối cùng là cái sản phẩm nó rất là hoàn hảo. Vì dù sao thì nó cũng rất là to, cho nên là cần cái độ nó khô co ngót, rồi cái độ kiệt của gỗ nó được triệt để. Từng cái đường nét bé tí tẹo nó cũng đều rất là chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ. Hoặc bên trên này nữa thì những cái quả đào thì sờ vào thì cảm thấy nó nhẵn như là Ngọc thấy như là gì, như là không phải là gỗ. nó vô cùng là đẹp, nó như rất là tuyệt vời. Đấy, đây là một trong những sản phẩm mà Hương Mai thấy là nó rất là chất lượng, và năm nay thì có thời gian để nhân viên làm những cái sản phẩm mới cũng như là design những sản phẩm đẹp, và tìm hiểu những cái nhu cầu của khách hàng. Có những khách hàng nhà họ rất là to, phòng thờ rất là đẹp, và thậm chí là cái nhà thờ tổ của họ cũng rất là đẹp và cần có những cái bộ bàn thờ vô cùng là to đẹp hoành tráng như thế này. Và bây giờ thì công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai đã xong được cái sản phẩm này, và với một cái gọi là cái trái tim đam mê của những người thợ thì đã ra được những cái sản phẩm vô cùng là tuyệt tác, với các cái kỹ nghệ cũng như là các cái bàn tay tài hoa, thì cái sản phẩm nó đã vô cùng là tuyệt vời. Đây là một cái không gian mà Hướng Mai đặt ở trên cửa hàng, nhưng mà khi mà đặt để vào trong ngôi nhà thờ nhà quý khách thì quý khách sẽ thấy sự hoành tráng cũng như là sự đẹp cũng như là sự chất lượng nguy nga của cái bàn thờ này. Hôm nay thì là một ngày rất là tuyệt vời. Hướng Mai cùng Ngọc Anh xin gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách, kính chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Và khi nào mà hết dịch, và hoặc khi mà quay xem cái bộ video này mà quý khách thấy là nhà mình đang có một cái khu nhà thờ chuẩn bị để có cái phòng thờ rất là trang nghiêm, thì đây là một trong những cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời để quý khách hãy nhớ đến. Và khi nhớ đến thì hãy đến số 1 công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, địa chỉ số 1 Đồng Kỵ, hoặc có thể gọi điện theo số 0972 514 668 để được tư vấn trực tiếp. Hoặc những cái sản phẩm bạn đồ thờ này thì Hướng Mai nghĩ là quý khách nên đến tận nơi để xem, nếu như mà có đủ duyên thì mua về, chứ cũng không nên mua qua điện thoại, bởi vì nó phải đến tận nơi sờ ngắm nhìn thấm thì mới thử mua. Kính chúc toàn thể gia đình quý khách mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Xin trân trọng cảm ơn, xin chào.